Sesop Mephisto trong cái like Kasamurati. Đây là hai chai nước hoa, hai phiên bản khác nhau. Đây là phiên bản gốc, còn đây là phiên bản mới ra mắt Genti Lumo. Và video ngày hôm nay thì mình sẽ review hai cái mùi hương này, xem là nếu như lựa chọn mua thì các bạn nên mua chai nước hoa nào. Ấn nút like đi để video bắt đầu. Nói qua một chút về Mephisto đi, thì em này ra mắt vào năm 2009. Thì cái thời điểm nó ra mắt thì nó được so sánh rất là nhiều với chai nước hoa Creed Silver Mountain Water, một trong những cái chai nước hoa có cái DNA rất là đặc biệt của nhà Creed, rất nịnh mũi, rất là mát mẻ, sử dụng vào mùa hè, và người ta hay gọi về cái tên là Bạch Công Tử. Bạch Công Tử thì ra đời vào năm 1995 nên là cũng không lạ gì khi mà Mephisto cho ra mắt phiên bản này, và mùi hương của nó có phần khá là giống so với Creed Silver Mountain Water. Và em này thì được nhiều người nhận xét rằng là nó bán hỏa tốt hơn, mùi hương cũng ok hơn so với Creed Silver Mountain Water. Và đến năm 2018 thì Genti Lumo được ra mắt, và đây các bạn có thể nhìn thấy. Về cái phần ngoại hình ấy thì hai chai nước hoa nó đều nằm trong cái line Casamorati, nên là nó có những cái thiết kế trông rất là đẹp, đúng như kiểu là một chàng hoàng tử trẻ khoác lên mình những cái bộ kiểu quý tộc của hoàng gia vậy. Em này thì có màu xanh rất là mướt mắt đúng không, với một cái tua rua nhìn rất là đẹp, trông rất là sang. Em này thì có vẻ hiện đại hơn với một cái màu xanh nhạt hơn, xanh kiểu xanh nước biển nhẹ nhàng ở những cái vùng biển nông. Thì nó có một cái nơ này thì mình trông là cũng kiểu hiện đại hơn, nhưng mà nó lại mang tới một cái nét kiểu cảm giác nó nghiêm túc hơn ấy. Mình thấy mấy ông nào đeo nơ này nhìn nó cứ kiểu hợp mấy cái buổi đi tiệc cưới đấy. Thì cái phần ngoại hình thực sự là cái line Casamorati của Sesop này làm rất là ok, mình rất là thích cái line này, có tầm 5 chai mà bày thì để ngon quá chuẩn luôn. Bây giờ chúng ta đến phần so sánh về mùi hương. Khi các bạn xịt hai cái mùi hương này ra, đây mình sẽ xịt luôn. Thực ra mới xịt ra các bạn nhận thấy sự khác nhau ngay. Đây nhá, mình sẽ xịt em Mephisto bản gốc này ra. Cái bòi này xịt cũng rất là thích. Các bạn chỉ cần xịt 1-2 lần bắt đầu cái lượng xui nó lên một cái thì các bạn xịt rất là phê. Vòi mạnh, cái độ phun sương nó rất là tốt. Thì các bạn chỉ cần ngửi hai chai nước hoa này ở giấy, các bạn nhận thấy một cái nốt khá là khác, đó chính là cái mùi citrus khăm chanh. Thì hai chai nước hoa nó làm theo cái chiều hướng khá là khác nhau. Thứ nhất đó là ở cái phiên bản gốc, thì khi các bạn xịt ra các bạn nhận thấy cái nét ngọt của cam khá là nhiều, và cái nét chua ở chanh nó không lên quá là rõ, đấy là cái nhất. Cái thứ hai là ở điểm khác nhau ở đây, đó chính là về cái citrus của cái phiên bản Genti Lumo, thì khi xịt ra nó có nhiều cái nét chanh hơn, và mình có cảm giác là nó có thêm cái phần vỏ chanh, nên là nó có phần xanh và dày mùi hơn so với cái phiên bản gốc đó. Và sau khoảng tầm 10 phút khoảng tầm đấy thì các bạn sẽ nhận thấy nốt hương nó có sự thay đổi. Đó là ở Mephisto này thì cái nét ngọt của cam nó tồn tại khá là lâu, còn ở cái chai phiên bản mới Genti Lumo này thì các bạn sẽ nhận thấy rằng là ở đây nó xuất hiện thêm lavender. Lavender ở đây thì mình ngửi cảm giác không phải là hoa, toàn bộ là hoa, mà nó có cái cảm giác cả cái phần thân nữa, nên là mùi hương nó không được thoáng, cũng như là không được có cái cảm giác nhẹ và bay như là ở cái phiên bản gốc đấy. Mặc dù cái phiên bản gốc này thì về sau nó cũng xuất hiện lavender, nhưng mà lavender ở đây chỉ đơn giản là một cái mùi hương, nó như kiểu các bạn đứng từ xa và các bạn thấy một làn gió nó thổi vào thì mùi thơm của lavender cùng với cam nó khá là nhẹ nhàng, nó rất là dễ chịu. Còn ở phiên bản này thì mùi nó dày hơn, chanh chua hơn, citrus làm sáng hơn, rõ rệt hơn. Và lavender thì ở đây nó như kiểu các bạn đang kiểu dúi mũi mà cả một cái bông hoa lavender vậy, nó có một cái chút hơi kiểu swampy. Và lavender ở đây thì khi mà mình xịt ra mình ngửi ấy, nó hơi giống những cái loại gọi là cái loại lọ xịt côn trùng, lọ xịt ruồi muỗi mà có lavender với chanh đấy. Thì đấy là một cái nét của phiên bản mới Genti Lumo mà mình không thích. Sau khoảng tầm 30 phút hai cái mùi hương này lưu trên da mình thì ở em này sẽ xuất hiện một cái nét, đó là cái nét creamy.
cái nẹp quy mi ở đây là cái nét béo béo ngậy ngậy và cái mùi thơm rất là nhẹ của lavender, của cái vị ngọt của cam. Và cái nét này là cái nét rất đặc trưng của Mephisto và của Quicksilver và Mountain Water. Ở Quicksilver và Mountain Water thì nó không lên lượng hoa nhiều, với là cái nét béo ngậy thì nó có một cái độ gọi là nhẹ hơn, mỏng hơn, và nó có một cái nét kiểu mình đánh giá ở Quicksilver và Mountain Water thì nó có cái xu hướng kiểu unisex và kiểu cảm giác cả nữ cũng có thể thích chai nước hoa đó. Còn ở đây thì nó thêm lavender vào và nó có phần kiểu nam tính hơn so với Quicksilver Mountain Water. Đó. Còn ở Kenti Lumo này thì nó cũng lên được cái nét béo ngậy creamy, nhưng cái mùi ở đấy, cái mùi nét béo ngậy creamy này nó chỉ thoảng nhẹ ở phía sau, nó lên không rõ rệt. Và cái mùi ở đây mà mình ngửi thấy đó là cái cảm giác nó hơi son phấn, nó có cái cảm giác mùi của đặc trưng của những cái bông hoa tím, ngoài cái cảm giác hơi kiểu swappy ra nó lên cái nét hơi kiểu phấn son nữa. Thì cái phiên bản này mình đánh giá là nó đã bị mất một phần nào đó cái DNA đặc trưng của Mephisto, nên là với mình thì mình lại không khoái cái phiên bản mới, phiên bản nâng cấp này. Và cuối cùng, khi mà mùi hương còn phảng phất nhẹ ở trên da thì cái nét béo ngậy nó vẫn được duy trì ở cái phiên bản gốc. Còn ở đây thì nó đã chuyển sang một cái tông mùi nó có thiên hướng xạ, sạch sẽ, tươi mát, một chút béo tí thì tị thì tị, không ngửi rõ ở phía sau ở phiên bản này. Thí thì vỡ mồm. Vậy thì hai em này độ bám tỏa ra sao? Như các bạn biết là Quicksilver Mountain Water nó lưu ở trên da tầm 4 đến tầm 6 tiếng. Da ông nào gọi là nhân phẩm tốt thì được 6 tiếng, còn không thì bền bỉ tầm 4 đến 5 tiếng. Mephisto này, phiên bản gốc, nó lưu ở trên da mình tầm 5 đến 7 tiếng, có nghĩa là tốt hơn khoảng tầm 1 tiếng xê dịch. Em phiên bản nâng cấp này, vì nó lên cái nốt hương suy chút nhiều, cũng như là cái nét của hoa, nên là mùi hương nó có xu hướng dày dặn và nó có cảm giác đầm hơn so với cái phiên bản gốc. Là em này thì độ bám tỏa nó được cải thiện lên tầm 6 đến 8 tiếng. Đó, nhưng mà nhiều ông thì xịt thì có thể được cả ngày. Thứ hai cũng tùy nhân phẩm, mình xịt lên quần áo thì cũng có thể ngửi được cả ngày. Về kể cả hai mùi hương như nhau, xịt lên quần áo, xịt vào đây chẳng hạn này, các bạn tháo áo ra, các bạn mặc vào thì các bạn vẫn có thể ngửi thấy. Còn độ tỏa hương thì em này có một cái độ tỏa hương khá là tốt, khoảng tầm hơn nửa cánh tay. Như vậy là quá là tốt cho một chai nước hoa mùa hè rồi. Quên mất là em này thì các bạn có thể sử dụng khá là ổn vào những ngày trời dưới 35 độ ở Hà Nội. Còn Sài Gòn thì pha em này lúc nào cũng được nha. Đỉnh luôn, đây là mùi hương dành cho Sài Gòn. Nói thêm một cái này để cho các bạn biết là nếu như bạn nào mà chưa xem cái video mình review về Mephisto ấy, thì cái phong cách của cái mùi hương này đó là như anh chàng gọi là trẻ trung, năng động, kiểu yêu thích thể thao. Các bạn có thể khi mà người hình dung này, cái mùi hương này, mình hình dung đến hai hình ảnh của người đàn ông. Một là người đàn ông mặc những chiếc áo polo cùng với những chiếc quần kaki trắng, đi những đôi giày thể thao, đi đánh golf. Đấy, mùi này mà xịt đi đánh golf thề luôn, kiểu sang vãi trưởng, đúng người có tiền ý. Đấy các ông ạ. Còn một cái hình ảnh nữa đó là mình sẽ liên tưởng đến việc là mình đi ở những bờ cát ở ngoài biển đó, xong rồi mình mặc những cái chiếc quần đũi, áo đũi màu trắng, phanh tí ngực, tóc kiểu bồng bềnh, xịt em này, trời ơi đúng kiểu lạ lời chết luôn. Có em này thì thực sự là nếu như các bạn mặc những cái kiểu âu phục nó có cái xu hướng kiểu classic ấy thì nó không hợp, em này sẽ có cái xu hướng kiểu basic, kiểu đơn giản nhiều hơn. Còn đối với cái phiên bản này thì mình đánh giá rằng là nó cũng sẽ kén chọn hơn một chút so với cái phong cách của mùi hương này. Em này thì có thể mặc được kiểu âu phục được. Đấy, âu phục kiểu mùa hè, quần âu sơ mi, rồi các bạn có thể cùng lắm đóng thêm một chiếc gi lê chẳng hạn, trông nó cũng rất là ổn. Vậy thì chốt lại ấy, trên cảm nhận cá nhân của mình thì chúng ta nên mua phiên bản nào? Nếu như thích cái DNA đặc trưng của Quicksilver Mountain Water, cái nét cam chanh xí chút cùng với lavender và cái nét rất là creamy, béo ngậy, mùi hương rất là tươi sáng, rất là trẻ trung, năng động, thì Mephisto là cái lựa chọn đấy bạn. Chỉ có một cái điều giết chết chai nước hoa này đó là bám quá kém.
mình nghĩ là tầm 8 tiếng thì phải nói là đây là một chai nước hoa quá là đẹp, tầm giá sẵn sàng mình mua ngay. Em này thì cũng giống như kiểu BM122 vậy, trên da mình nó loanh quanh xịt tầm 6 tiếng, tầm 6 tiếng thôi là không còn mùi nữa rồi. Đó, thích DNA đặc trưng của Crystal Mountain Water của Mephisto thì mua chai nước hoa này. Còn đối với em này, cá nhân mình thì mình không thích và mình không khoái lắm, tại vì nó không giữ được cái DNA đặc trưng mà mình vừa nói của Mephisto hay là của Crystal Mountain Water, mà nó có cái xu hướng ngả hoa nhiều. Và nếu như ngả hoa mà dành cho mùa hè thì mình sẽ có nhiều lựa chọn hơn. Với mình đây là một cái phiên bản làm có vẻ như kiểu là bạn lấy chỉ tiêu, như kiểu là cưỡi ngựa xem hoa, nó không có chiều sâu cũng như là nó rất là hời hợt. Nhưng mà nếu như các bạn chưa biết đến Crystal Mountain Water, bạn cũng không biết đến cái DNA đặc trưng, cái nét creamy béo ngậy sáng đấy, thì đây vẫn là một cái mùi hương mà các bạn có thể tham khảo nếu như các bạn nhiều tiền. Còn nếu như mà khoảng tầm không có quá nhiều tiền mà cố gắng mua chai nước hoa này thì chắc chắn các bạn sẽ thất vọng về cái mùi hương này. Và là mình thì chắc chắn mình sẽ chọn bản gốc, đẹp hơn mà, màu ngoài nhìn thôi đã thấy có chiều sâu rồi, thêm cái tua du ở đây nhìn rất là sang. Em này trông thế nào ấy. Và đó là cảm nhận của mình về hai phiên bản trong cái line Casamorti của nhà Sejop, mới là Mephisto và Mephisto Gentilumo. Đó. Và nếu như bạn nào đã sử qua hai cái mùi hương này rồi thì các bạn có thể chia sẻ cho mình, cho mọi người cùng biết ở cái phía dưới phần comment nhé. Và nếu thấy video hay thì đừng quên việc like, share cũng như là ấn nút chuông theo dõi để có thể nhận được nhiều video hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.